ngay trong ngày tập trung đầu tiên. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải gọi bổ sung cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam. Để thay tiền đạo Văn Tùng của Hà Nội FC dính chấn thương, tối ngày 31 tháng 5, Hà Nội FC có chiến thắng đậm, Khánh Hòa với tỷ số 5-2 tại vòng 22 V-League 2023-2024. Nhưng niềm vui của đội bóng thủ đô không trọn vẹn khi tiền đạo Văn Tùng được chẩn đoán chấn thương khá nặng. Theo đó, Văn Tùng là người đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng của Hà Nội FC chỉ sau 9 phút vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, ở phút 88, anh gặp chấn thương dù không va chạm với ai. Sau đó, các bác sĩ đã phải cõng cầu thủ này vào phòng thay đồ. Trước tình trạng sức khỏe không tốt của Văn Tùng, đại diện Hà Nội FC đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik để bảo đảm lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định gọi tiền đạo Đinh Thanh Bình thay thế cho vị trí của Văn Tùng. Thanh Bình là cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thanh Bình được biết đến là thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 và từng nhiều lần góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Trong đó lần gần nhất là dịp FIFA đầy tháng 9 năm 2023. Như vậy, Văn Tùng là cầu thủ đầu tiên phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, đội tuyển vẫn có 6 tiền đạo ở đợt tập trung lần này. Ngoài Thanh Bình vừa được triệu tập bổ sung, đội còn Phạm Tuấn Hải, Hà Nội FC, Bùi Chí Hào, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Nam Định. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 trên sân vận động Mỹ Đình. Ở lượt đi, những chiến binh sao vàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Văn Toàn và Đình Bắc. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Quang Hải và các đồng đội có buổi tập đầu tiên vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi 27 cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Tất cả đều là những gương mặt từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Phó đoàn câu lạc bộ Công an Hà Nội Lê Xuân Hải tiếp tục phạm luật khi sử dụng thiết bị điện tử sai mục đích trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cuối trận đấu gặp Hà Tĩnh tối qua, ngày 30 tháng 5, thuộc vòng 22 V-League, ban huấn luyện câu lạc bộ Công an Hà Nội lao ra phản ứng với trọng tài Đỗ Khánh Nam ngay trước khu vực kỹ thuật. Ông Lê Xuân Hải, phó đoàn câu lạc bộ Công an Hà Nội, liền giơ một thiết bị điện tử được xác định là điện thoại lên hướng về phía trọng tài. Đây có thể là hành động nhằm gây áp lực với đội ngũ cầm còi trên sân Hà Tĩnh. Đây là hành vi hiếm khi xuất hiện trong bóng đá. Thông thường, các huấn luyện viên chỉ sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử để phục vụ chuyên môn, chiến thuật hoặc theo dõi sức khỏe cầu thủ. Luật bóng đá do FAB ban hành cũng chỉ cho phép cầu thủ và đội ngũ kỹ thuật sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay cho mục đích này, nhưng phải được sự cho phép của ban tổ chức. Tại V-League, việc sử dụng thiết bị điện tử, truyền thông và hoạt động trong khu vực kỹ thuật được thực hiện theo luật thi đấu bóng đá do IFAB ban hành, quy chế bóng đá chuyên nghiệp và những điều luật bổ sung. Sửa đổi mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nếu có, theo đó, các thành viên ban huấn luyện, quan chức và cầu thủ hai đội có thể bị phạt thẻ đỏ, nhận thêm án kỷ luật nếu sử dụng thiết bị điện tử hoặc liên lạc trái phép và hoặc hành xử không phù hợp do sử dụng thiết bị điện tử hoặc liên lạc trái phép. Thực tế, chỉ người đăng ký chức danh cán bộ phân tích kỹ thuật mới được sử dụng thiết bị máy tính bảng để phân tích tình huống trên sân. Đây không phải lần đầu tiên ông Hải để lại hình ảnh xấu xí ở V-League. Theo báo cáo của giám sát trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 5 V-League 2023-2024, ông Hải cố tình tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu dù được nhắc nhở về lệnh cấm. Trước đó, vị phó trưởng đoàn của câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận đủ 3 thẻ vàng sau 4 vòng đấu tại V-League 2023-2024 và bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại vòng 5. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường, tuy nhiên, ông Hải vẫn xuất hiện ở các khu vực cấm dù đáng ra không được phép làm nhiệm vụ. Huấn luyện viên câu lạc bộ Viettel Nguyễn Đức Thắng tiết lộ thông tin Quang Hải muốn gia nhập Viettel sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Tương lai của Quang Hải đang là chủ đề hot ở giai đoạn cuối V-League mùa giải 2023-2024. Tiền vệ quê Đông Anh, Hà Nội sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội CAHN vào cuối mùa, nhưng đôi bên vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ ký gia hạn. Người đại diện của Quang Hải gần đây cho biết Công an Hà Nội không ưu tiên giữ chân quả bóng vàng Việt Nam 2018. Liên quan đến chủ đề này, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiết lộ thông tin. Quang Hải cùng với hai ngôi sao khác là thủ môn Đặng Văn Lâm và trung vệ Đình Trọng muốn đầu quân cho Viettel ở mùa giải 2024-2025.
sau trận thắng Hải Phòng 2-1 ở vòng 22 V-League. Huấn luyện viên Đức Thắng nói trong cuộc họp báo, Quang Hải, Văn Lâm và Đình Trọng là học trò cũ của tôi. Nên nếu họ muốn tới họp với tôi ở Viettel là điều bình thường. Họ là ba trong số nhiều cầu thủ muốn về câu lạc bộ này. Tuy nhiên, không phải câu lạc bộ nào cũng thành công khi chiêu mộ ngôi sao. Ở Viettel có văn hóa riêng trong việc phát triển cầu thủ trẻ, nên chúng tôi phải cân nhắc kỳ trước kỳ chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, Viettel có nguy cơ mất Hoàng Đức. Cầu thủ chỉ còn hợp đồng đến tháng 1 năm 2025. Nhiều đội bóng V-League đánh tiếng muốn có Hoàng Đức, nhất là khi không mất phí chuyển nhượng. Viettel dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đức Thắng khởi đầu không tốt, nhưng bứt phá ở giai đoạn lượt về, 6 vòng gần nhất, đội bóng quân đội duy trì thành tích bất bại. Trong đó giành 5 chiến thắng, lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Đức Thắng đặt mục tiêu câu lạc bộ Viettel về đích trong top 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt. Trong hai trận đấu gần nhất của Maryland Quy Nhơn Bình Định tại Nai, Go V-League 2023-2024 mà không rõ lý do. Tuy nhiên, anh vẫn có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của Quy Nhơn Bình Định từ lâu. Nhưng anh bất ngờ vắng mặt ở hai trận gần nhất không rõ lý do. Ở vòng 21 gặp Khánh Hòa, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang huy xếp Huỳnh Tấn Linh bắt chính, Trần Đình Minh Hoàng dự bị. Sau trận đấu, huấn luyện viên Quang Huy giải thích lý do Văn Lâm vắng mặt là vì chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, ông từ chối nói cụ thể cho dù giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến tình hình của Văn Lâm. Đến trận đấu gần nhất với Quảng Nam, Văn Lâm xuất hiện trên khán đài cùng người yêu. Sau khi Bình Định đè bẹp Quảng Nam 3-0 và leo lên vị bảng V-League 2023-2024, huấn luyện viên Quang Huy úp mở Văn Lâm vắng mặt vì lý do ngoài chuyên môn. Ông nói, ở đội của chúng tôi, ai có phong độ cao nhất, tốt nhất thì người ấy thi đấu. Văn Lâm đang có vài trục trặc nhỏ, tôi nghĩ ai chuẩn bị tốt thì người ấy được vào sân. Trong cả hai lần giải thích, huấn luyện viên Quang Huy đều không nói rõ vấn đề của Văn Lâm. Một số nguồn tin cho biết thủ môn tuyển Việt Nam đã lời qua tiếng lại với huấn luyện viên Quy Nhơn Bình Định sau trận thua 1-2 trước Sông Lam Nghệ An. Đây là trận đấu mà Bình Định để thủng lưới sớm hai bàn khiến huấn luyện viên Quang Huy không hài lòng với Văn Lâm cũng như toàn bộ hàng thủ. Thông tin này có nghĩa Văn Lâm không hề dính chấn thương hoặc chỉ bị đau nhẹ sau trận thua Sông Lam Nghệ An. Như vậy, thủ môn 30 tuổi này hoàn toàn đủ sức khỏe để hội quân với đội tuyển Việt Nam ở dịp FIFA đầy tháng 6 năm 2024. Trong bối cảnh Nguyễn Philip sa sút phong độ, sự xuất hiện của Văn Lâm có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam. Dự kiến, Văn Lâm cùng một số cầu thủ sẽ tập trung gặp tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trong ngày hôm nay. Sau đó, toàn đội sẽ có 3 ngày tập luyện đầy đủ, chuẩn bị cho trận đấu với Philippines vào tối mùng 6 tháng 6 trên sân Mỹ Đình.